chỉ cần một giây phút nhỏ nhầm. Ôi yêu xa vô đầu, dù chẳng biết là dài bao lâu, nhưng chắc chắn nhớ sẽ đậm sâu, mặc cho thời gian dài có mau. Một mai lỡ đâu tiếng ca này sẽ đi về nơi xa, thì tôi vẫn tin trong tim mộng chúng ta sẽ luôn có một ký ức về nơi yêu thương ban đầu. Em không là thơ xinh mơ, tình anh nghe như gió. Em không còn là thơ. Ông làm gì vậy? Bà mới làm cái gì á? Tự nhiên ông ồn quá, sao người ta làm không thấy tôi đang vẽ hả? Trời đất ơi, người ta hát có chút xíu là ồn. À, hiểu rồi. Muốn kiếm chuyện, muốn để tôi chú ý tới chứ gì? Sao? Làm gì vậy? Trời ơi, ông nghĩ sao tôi muốn ông để ý tôi vậy trời? Chứ còn gì nữa? Cơm. Tự nhiên khi không có kiếm chuyện với tôi, bà muốn gì? Muốn gì? Muốn ông im á. Một là ông im lặng đi, còn hai ông hát trong lòng đi nè. Cái gì? Hát mà hát trong lòng hả? Hát trong lòng hát làm sao? Không lẽ vậy? Ừ, hát vậy đó. Vô duyên. Một là ông im lặng giùm tôi một cái đi, còn không im được á thì ra chỗ khác tập hát đi. Ông hát không ô nhiễm cái âm thanh tôi quá, chịu không nổi luôn á. Bà lấy cái quyền gì mà bà không cho tôi hát hả? Tôi lấy quyền công dân của khu phố này. À, quyền công dân đúng không? Ừ. Vậy tôi cũng trân trọng nói cho bà biết. Ừ. Tôi cũng lấy cái quyền công dân. Bà đã là quyền công dân rồi, tôi có quyền ra đây ở công viên này và tập hát được không? Sao ông ngang ngược quá vậy? Tôi nói nãy giờ ông hiểu hả? Bây giờ ông cứ hát ở đây ông làm ô nhiễm rồi ông ảnh hưởng đến người khác rồi sao mà ai chịu được? Đâu ai ảnh hưởng đâu, nãy giờ có mình bà khó chịu lại nhảy á, có ai nói gì đâu. Không phải là người ta không nói đâu nha, tại người ta không thèm nói thôi á, chứ ông gì mà hát gì mà dở ẹc à. Hát hà hay hay xíu ấy, còn dễ nghe dễ thấm xíu. Ông hát dở ông đi tập hát giùm tôi đi, còn không kiếm chỗ nào vắng vắng á phù hợp á rồi ông tập hát, chứ đây ồn ào quá ảnh hưởng người khác mệt quá. Nãy giờ tôi có nghe ai nói gì đâu, có mình bà là kiếm chuyện với tôi thôi đó. Ừ, giờ tôi thích kiếm chuyện rồi sao? Ông đeo tai nghe xong biết. Rồi để bây giờ tôi gắn vô tôi làm lại nè, coi có ai phàn nàn gì không. Ê, khỏi. Được rồi. Ê, bây giờ ông tốt nhất là ông im lặng là tôi vui lắm rồi. Ông đừng có làm vậy, ảnh hưởng bên khác ồn, chịu nổi. Bà vừa phải thôi nha. Sao giờ tôi dậy lên sao? Đâu có vậy? Chờ đó. Chiều nay mình lang thang trên phố dài, có em chung bước với nhau ăn nói, không có em cũng trong mắt mây trôi. Chiều nắng hai đứa chung môi, anh nhìn mùa thu lá rơi. Trời ơi, anh hát hay quá vậy. Quá khen. Trời ơi, hát hay quá trời luôn á. Ủa, anh tập hát lâu chưa? Anh cũng mới tập đây thôi. Nhưng mà anh đã tìm ra được cái tài năng thiên phú của mình. Từ đó là anh chuyên tâm tập luyện luôn. Ú, là chuyên tâm tập hát luôn. Đúng rồi. Trời, em hả? Em giờ này em cũng thích mấy người biết hát nha. Biết đàn đồ. Trời ơi, em thích mấy người kiểu vậy ghê á. Không mấy á. Anh kết hợp với một bài không?
Em biết hát luôn hả? Trời ơi, em không biết nhưng mà em đam mê lắm. À, có đam mê là được rồi. Dạ đúng rồi. Em muốn hát bài gì? Em với anh là mới kết hợp với nhau lần đầu mà. Ừ. Mình sẽ hát bài Lúc Mới Yêu. Biết hát bài đó luôn ta. Trời ơi, bài đó bài hit luôn. Bài hit luôn á. Hát luôn không? Nha. Chơi không? Chơi không? Chạy luôn nè. Chơi luôn nè. Bây giờ ai trước? Anh trước. Ok. 2, 3. Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, ngày tháng mới yêu thật vui biết bao nhiêu, anh sợ mới yêu thật vui biết bao nhiêu, tháng mới yêu thật vui biết bao nhiêu, em sợ 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 mà nghe mình nghe tình mang tình đi mơ. Ok, lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu. Yeah, oh yeah, yeah, yeah. Tháng mới yêu sợ ngày buồn sẽ mang tình đi mất. Ok, yeah. Oh, oh, rap luôn hả? Đúng rồi. Ui, hay quá vậy. Ngày đó mình mới yêu nhau, mình sợ những ngày buồn sẽ mang con tim mình làm tim chảy máu. Trời ơi. Yeah, 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 yeah. Ủa? Anh vui quá ha. Anh ơi. Chào. Chào. Ủa, anh nói đâu vậy vậy? Anh tìm số sách mới nè. Anh ơi, em kể cho anh nghe nha. Em với lại á, anh Đạt á là mới hả tìm ra một cái điểm chung với nhau. Đó chính là âm nhạc. Âm nhạc. Dạ, nãy giờ tụi em hát chung với nhau á, hát hay lắm á. Không mấy à, anh kết hợp với em thử một bài coi hay không? Anh á hả? Ừ. Thôi cho anh xin. Anh hát dở ẹc à. Ôi, dở hay không quan trọng, vấn đề là mình có đam mê cái hát. Đúng hay là rồi. Sau lần đầu tiên kết hợp với Khánh Nhi, tôi chợt phát hiện ra nếu mà tụi mình lập ban nhạc mà đi hát là ngon lắm á, phục vụ bà con trong khu phố luôn. Trời ơi, đã quá. Tôi có nghe nhầm không vậy? Sao? Ông định làm ban nhạc hả? Ờ. Nè, hai người hát vui á thì được, còn hát kiếm tiền như ban nhạc ha. Suy nghĩ lại. Thôi kệ ông đi. Bây giờ mình hát dở, mình cố gắng mình luyện tập, từ từ mình sẽ hát hay như ca sĩ thôi. Ờ cũng được ha, giờ mình luyện tập nè. Ừ. Ừ, không ấy đứng dậy luyện tập luôn. Hát bây giờ hồi nãy em đã chọn bài rồi đúng không? Mời. Em cho anh chọn bài. À, hồi nãy là mình hát Lúc Mới Yêu đúng không? Ừ, đúng rồi. Giờ mình yêu xong rồi, cưới nhau đi. Cưới luôn. Đúng rồi. Mình cưới nhau đi. Mình cưới nhau đi. Mình cưới nhau đi. Mình cưới nhau đi. Đủ chưa? Quán tôi là quán cà phê sách nha. Chứ không phải acoustic đâu. Ồ mà quá rồi đó. Ngồi xuống đi. Ê. Sáng giờ quán mình có cá đâu? À, nãy em thấy có hai ba người á đi vô, bước vô một hai bước cái xong tự nhiên đi đâu á không biết nữa. Em biết sao? Sao anh? Nhiều khi người ta muốn vô quán mình á, ừ, mà thấy hai đứa ồn á nên ta đi luôn á. Thôi em đâu nghĩ tới trường hợp đó đâu. Ủa em sao vậy? Đáng lý ra em phải biết chứ, quán anh là quán cà phê sắp. Không mà khó khăn vậy thì hát cho vui nhà vui cửa xíu thôi mà. Giải trí thôi mà. Không mà anh quả. Vui hả? Người ta đến đây là người ta đọc sách, cần không gian yên tĩnh, cần tí nhạc du dương nè, cái tân sức hấp dẫn của sách nữa. Tôi chọn quá trời sách hay luôn. Rồi hai người vô phá banh, ai dám vô quán tôi? Chứ bây giờ người ta có câu vui lòng khách đến mà vừa lòng khách đi. Chẳng lẽ bây giờ khách vô quán này muốn hát còn không cho hát, không đuổi khách về, đúng không? Tất nhiên là không rồi. Đó làm vậy nên mới mất khách đó. Nói nhau mà nghe được. Lần sau ông có hát á thì em đi ra công viên mà hát. Ở ngoài đó tôi thấy vừa rộng rãi nè, vừa thoáng mát. Với lại hát cho chim chóc nghe, đâu ai làm phiền ông đâu. Trời đất ơi là trời. Mới từ ngoài đó bị Linh Nga đuổi vô trong này, rồi bây giờ từ trong này bị ông đuổi ra ngoài đó. Cái số đó tôi nói sao á. Ông biết sao không? Sao? Vậy ông hát dở quá. Bậy nha, Khánh Nhi vừa mới hát chung với tôi xong, Khánh Nhi còn khen tôi hát hay luôn đó. Giỡn. Cái gì? Ông nói là Khánh Nhi khen ông hát hay. Ừ. Và tôi hát lên, hát lên khúc yêu đời trong tôi. Cho dấu bao cơn mê đã qua rồi, thì ta vẫn sẽ yêu người không thôi. Một mai lỡ đâu tiếng ca mình sẽ đi về nơi xa, thì tôi vẫn tin trong tim mỗi chúng ta sẽ luôn có một ký ức về nơi yêu thương bao đời.